Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Cái Game đây. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Loạn Trí Mobile với một vị tướng có tên là Dương Tiễn. Và vị tướng này có giá một viên đá, một viên ngọc lưu ly ở trong vòng quay kim cương ấy. Rồi hôm nay mình sẽ chơi vị tướng này và sẽ phân tích bộ kỹ năng của vị tướng này và lối lên đồ và cách combo, cách chơi hợp lý nhất cho vị tướng Dương Tiễn này nha. Đầu tiên thì mọi người cứ cộng cho mình cái chiêu 4 nhá khi mà anh em đi rừng. Chiêu 4 có tên là năng lượng vô biên. Cụ thể thì sau khi mà anh em kích hoạt chiêu thức này, đòn đánh thưởng của anh em sẽ gây sát thương lan nè mọi người, như mọi người thấy trên màn hình kìa. Và cái lượng sát thương vật lý lan này sẽ tương đương với 65% sát thương vật lý hiện tại của anh em. Và chưa hết, khi mà anh kích hoạt cái chiêu thứ tư này có tên năng lượng vô biên này, thì số lượng tướng địch đứng ở cạnh anh em càng nhiều thì cái lượng sát thương được tăng sẽ càng nhiều. Cụ thể thì khi chiêu thức năng lượng vô biên này ở level max, anh em sẽ được tăng 80 công vật lý với mỗi một tướng địch bị dính cái chiêu 4 này. Với mỗi một tướng địch khi mà em kích hoạt cái chiêu 4 này đứng trong phạm vi của chiêu 4 nhá. Và tương đương với 5 tướng địch, khi mà cái chiêu 4 này mà nó đạt đến level max thì cái lượng công vật lý mà mỗi tướng địch của anh, mỗi tướng địch dính phải sẽ là 80 công vật lý. Vậy thì 5 tướng địch sẽ tương đương với 400 công vật lý đó mọi người ơi. Wow, có nghĩa là càng nhiều tướng địch đam sẽ càng to. Và chưa hết, chiêu thức này nó còn có một bị động nữa, đó chính là nó sẽ gia tăng bị động của chiêu thức thứ tư này, nó sẽ gia tăng chỉ số công vật lý và năng lượng và điểm năng lượng tối đa cho anh em nha. Cụ thể thì khi mà cái chiêu năng lượng vô biên này đạt ở level max sẽ gia tăng 80 công vật lý, 80 năng lượng. Vậy thì cũng gia tăng khá nhiều công vật lý cho Dương Tiễn đó nhỉ. Và tiếp theo sẽ là chiêu 1 kích bạc. Sau khi kích hoạt chiêu 1 này, Dương Tiễn sẽ phóng cây thương của mình đến mục tiêu chỉ định. Và cây thương sẽ được cắm ở khu vực đó và sẽ cung cấp tầm nhìn cho Dương Tiễn. Và những tướng địch đi qua khu vực có cây thương đó sẽ bị làm chậm 50%. Và khi đi ra khỏi khu vực làm chậm sẽ còn 1 giây làm chậm. Và khi Dương Tiễn kích hoạt chiêu 1 một lần nữa, Dương Tiễn sẽ lao đến chỗ cây thương và gây hiệu ứng trầm mặc cho những kẻ địch ở trong phạm vi của cây thương đó. Rồi, mọi người thấy cái chiêu 4 của chúng ta, nó giúp cho Dương Tiễn có khả năng farm lính khá là tốt nhờ cái chiêu 4. Chưa hết thì cái chiêu 4 này nó còn tăng rất là nhiều công vật lý luôn. Mọi người thử nghĩ mà xem, 400 công vật lý nó tương đương với 4 cái thần cơ đó mọi người. Còn chưa kể cái bị động của cái chiêu 4 lại còn tăng thêm 80 công vật lý nữa, tương đương với 480 công vật lý. À nhưng mà mọi người nè, để mà có thể gia tăng được 400 công vật lý, nó yêu cầu mọi người cần phải dùng cái chiêu, cần phải dùng cái chiêu thứ tư này dính toàn bộ 5 tướng địch bên tem địch đó. Điều này rất là khó nha mọi người, không hề dễ đâu. Tuy là cái chiêu này nó tăng rất nhiều công vật lý nhưng mà để muốn tăng rất là khó. Còn với chiêu thứ hai có tên là năng lượng vô, có tên là thiên thần. Chiêu thứ hai có tên là thiên thần. Sau khi kích hoạt, Dương Tiễn sẽ được tạo một lớp khiên, một lớp giáp ảo đó mọi người. Lớp giáp ảo này rất là dày và cái lượng giáp ảo nó sẽ tương đương với lượng tướng địch đứng vùng quanh, đứng trong phạm vi của giáp ảo đó. Và khi kích hoạt cái kỹ năng thiên thần này, tướng địch sẽ bị làm chậm 50% trong vòng 2 giây. Nghe cho mọi người. Và khi mà chiêu thức thiên thần này, chiêu thức thứ hai của vị tướng Dương Tiễn này đạt đến level max thì nó sẽ tăng cho Dương Tiễn 380 giáp ảo sau khi kích hoạt. Chưa hết, mỗi đòn đánh thưởng của Dương Tiễn sẽ gia tăng giáp ảo thêm cho Dương Tiễn. Cụ thể thì ở level max, mỗi một đòn đánh thưởng sau khi kích hoạt chiêu thức thiên thần này, Dương Tiễn sẽ được cộng thêm 130 giáp ảo cho mỗi một lần đánh thưởng nha mọi người. Vậy lên thì lối lên đồ con này thì anh em búp cho nó nhiều món tốc đánh một chút nha mọi người. Con này thì nó, mình thấy bộ kỹ năng của nó cũng thiên về giao tranh rất là nhiều, bởi vì là từ cái chiêu 4 đến cái chiêu 2, tướng địch càng đông thì sát thương sẽ càng cao và giáp ảo sẽ càng nhiều. Nói chung là cái khả năng chống chịu và khả năng gây sát thương của vị tướng Dương Tiễn này nó còn dựa trên số lượng tướng địch đứng vùng quanh của Dương Tiễn nữa. Rồi, combo này, bút nó vào này, dùng chiêu 2 và dùng chiêu 4. Và phần còn lại chỉ cần đánh thương thôi. Okius. Chán nhỉ.
Nó định đuổi à? Nó định đuổi à? Định đuổi à? Định đuổi à? Buông ra bảo tiếp này. Tiếp tục lại bật chiêu 4 đánh thường này. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Ok, hai mạng nha, double kill. Còn chiêu 4 của vị tướng Dương Tiễn, cái chiêu anti của vị tướng Dương Tiễn có tên là Thần Phong. Sau khi kích hoạt, Dương Tiễn sẽ nó sẽ gọi là tạo ra một cái phạm vi nhất định. Và anh em để cái chiêu thức, anh em để cái chiêu cuối là càng lâu thì cái phạm vi gia tăng của chiêu cuối nó sẽ càng được rộng ra. Và khi anh em kích hoạt lần nữa, toàn bộ những đơn vị bao gồm cả lính, cả tướng địch sẽ bị hút vào trung tâm của cái chiêu cuối của anh em. Chiêu này nó là một chiêu gây choáng mọi người. Và sau khi bị hút vào giữa trung tâm của mục tiêu ấy, giữa trung tâm của Dương Tiễn ấy, thì toàn bộ mục tiêu sẽ bị gây choáng nha. Đây là một chiêu khống chế rất là tốt đó. Mình rất là thích chơi vị tướng Dương Tiễn này, cũng là nhờ cái khả năng gọi là solo combat đấy mọi người. Đánh nhanh chưa? Sát thương khả năng farm lính rất là tuyệt vời luôn nhờ cái chiêu 4 này. Còn về combo của vị tướng Dương Tiễn này, đầu tiên mọi người vứt cho mình cái chiêu 1 ra, mọi người phi cái chiêu 1 ra. Sau đó mọi người dùng cái anti, sau đó mọi người kích hoạt chiêu 1 một lần nữa. Sau đó mọi người kích hoạt ulti một lần nữa. Khi đó thì tướng địch sẽ bị hút vào trong cái trung tâm của ulti. Ngay sau khi tướng địch bị hút vào trung tâm của ulti, tướng địch sẽ bị choáng. Ngay lúc này thì mọi người hãy sử dụng chiêu 4 để gia tăng công vật lý và khả năng đánh lan. Sau đó kích hoạt chiêu 2 để búp giáp ảo. Và phần còn lại chỉ cần đánh thường mà thôi. Ô lém xịt kìa. Chạy được không? Chạy, vẫn chạy được. Ô anh Hạc, trận này làm hơi nhiều nha. Rồi, còn build đồ con này mình sẽ vứt ở góc trái màn hình cho anh em tham khảo nha. Và cái con này thì mình cực kỳ thích chơi bởi vì là nó rất là mạnh khi mà anh em có kỹ năng nha mọi người. Còn nó rất là yếu khi mà anh em không có kỹ năng. Còn về nối cộng chiêu thức thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách cộng chiêu. Đầu tiên thì anh em khi mà anh em đi rừng, anh em hãy cộng chiêu 4 trước vào farm bãi cóc cho mình. Còn nếu anh em đi top mà gặp những cái kèo tay quá dài thì cộng cho mình cái chiêu 1 trước để có thể gọi là cấu gì ạ, coi như hoặc là chạy trốn. Và ưu tiên cộng cho mình chiêu 4 mắc đầu tiên để anh em có thể gia tăng công vật lý. Ồ kìa, và gia tăng khả năng lượng và khả năng farm lính nữa. Rồi giáp ảo dày chưa? Giáp ảo dày chưa? Đòi solo. Một chút nữa, đánh thường. Ok, ăn được nó kìa. Nhưng mà con nhíp tiểu thiện nó khỏe nhờ, nó gần hạ được mình luôn kìa. Rồi tiếp tục quay trở lại quá trình farm lính nha. Và còn một điều nữa mà mình quên chưa nói, đó chính là ở cái chiêu thứ hai. Chiêu 2 của vị tướng Dương Tiễn này có tên là Thiên Thần. Cái lượng giáp ảo mà anh em được tạo ấy, ngoài dựa trên số lượng tướng địch ở trong phạm vi của nó ra, nó còn dựa trên cả hệ số công vật lý của anh em nữa. Có nghĩa là khi mà anh em lên càng nhiều công vật lý thì khi mà Dương Tiễn sử dụng chiêu 2 mà có càng nhiều công vật lý thì cái chiêu 2 của Dương Tiễn nó sẽ búp càng nhiều giáp ảo nha mọi người. Vậy nên là khi mà anh em cộng cái chiêu mắc chiêu 4 thì anh em sẽ được gia tăng công vật lý. Và khi mà công vật lý được gia tăng thì đồng nghĩa với việc chiêu 4 cũng sẽ được gia tăng khả năng gây giáp ảo, khả năng tạo giáp ảo. Vậy nên hãy cộng mắc cái chiêu 4 trước. Sau đó hãy hướng đến khả năng cộng mắc cái chiêu 2. Rồi, hút đẹp cho mọi người. Chỉ cần một pha hút đẹp thôi là chúng ta có thể chiến thắng giao tranh rồi. Và cuối cùng hãy cộng mắc chiêu 4. Còn anti thì cứ lên cấp thì chúng ta cộng thôi. Rồi, khả năng gây sát thương của mình, cái khả năng chống chịu, anh em có thể thấy khả năng chống chịu. Cái chiêu 2 của Dương Tiễn này nó búp rất là nhiều giáp ảo luôn nha. Cho nên là nó rất là trâu. Tuy là nó thuộc nhóm tướng nhanh nhẹn nhưng mà nó cực kỳ trâu nhờ cái giáp ảo này. Nói về khả năng gây sát thương và khả năng chống chịu của Dương Tiễn thì mình thấy nói chung là công thủ vẹn toàn anh em ạ. Chống chịu cực kỳ là trâu, có khi hơn cả một số những tanker cơ. Đòi bắt ai đây? Rồi. Chạy không? Thôi tha nó mạng này anh em ạ. Còn về lối lên đồ thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em lên đồ nha mọi người. Đầu tiên mọi người lên cho mình cái dây tốc đánh. Để anh em đánh nhanh đi nha. Rồi, của bộ này. Bởi vì là bộ kỹ năng con này nó thiên về cái khả năng. Bởi vì bộ kỹ năng con này, cái lượng sát thương của Dương Tiễn nó chủ yếu đến từ đòn đánh thường anh em ạ.
cho nên là đánh càng nhanh thì sát thương nó càng nhiều. Và còn nữa thì khi mà em kích hoạt chiêu 2, mỗi một đoàn ý thường của anh em sẽ được búp thêm giáp ảo cho Dương Tiễn, vậy nên là đánh càng nhanh thì sẽ càng trâu cho mọi người. Rồi, đầu tiên sẽ là đôi dề tốc đánh. Tiếp theo sau đó, anh em lên cho mình cái... Anh em lên cho mình cái... Anh em có thể lên cho mình cái huyết diện trước để lấy một chút hút máu. Sau đó anh em lên cho mình cái song kiếm. Đây là một món trang bị 4 sao nhưng mà cái độ hiệu quả của nó rất là tốt. Sau khi lên xong cái song kiếm thì mọi người có thể quay lại lên cho mình cái quỷ diện. Còn về cái song kiếm, nó cho anh em cái khả năng gọi là 12% tốc chạy cơ bản, giúp cho anh em cơ động hơn rất là nhiều, và rất là nhiều tốc đánh nữa, và thêm chỉ số sức mạnh và chỉ số nhanh nhẹn. Và còn một nội tại nữa, khi đánh thường sẽ giảm tốc đánh và tốc chạy của mục tiêu, giúp cho anh em solo rất là tốt. Sau khi có cái song kiếm thì có thể quay lại lên cho mình cái quỷ diện. Và khi anh em lên xong cái quỷ diện thì anh em cũng sẽ gia tăng thêm một số tốc đánh, chỉ số tốc đánh khá là nhiều. Và sau khi lên xong cái quỷ diện, anh em sẽ lên cho mình cái thần quang nè mọi người. Cái thần quang này sẽ giúp cho anh em tăng rất nhiều giáp, lên đến là 120 giáp tính cả nội tại và chỉ số giáp cơ bản cộng thêm, và 30 tốc đánh. Cái tốc đánh này rất là cần thiết nha mọi người. Và còn một nội tại nữa, đó chính là nội tại giảm giáp, giúp cho Dương Tiễn gây sát thương tốt hơn. Đây là món trang bị mà Dương Tiễn rất là thích nha. Sau khi mà anh em lên xong cái thần quang thì anh em có thể lên cho mình cái món trang bị gọi là phản đòn. Và mình cũng sẽ giải thích cho mọi người cái phản đòn này thì nó sẽ giúp cho anh em phản lại 35% sát thương vật lý, 15% sát thương phép. Và với vị tướng Dương Tiễn này, đánh trụ đi, đánh trụ đi anh em ơi. Với vị tướng Dương Tiễn này thì như đã nói ở trên thì cái chiêu 2 của Dương Tiễn này nó sẽ búp rất là nhiều giáp ảo, khiến cho Dương Tiễn rất là trâu, có thể trâu ngang cơ hoặc là hơn cơ một số tanh cơ. Cho nên là cái món trang bị này nó sẽ giúp cho anh em rất là trâu. Và nó cũng cộng cho anh em rất là nhiều chỉ số là sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực. Rồi cứ đánh trụ đi mấy thằng kia. Có 4 win không đây? Trời ơi, mọi người thấy cái giáp ảo trên người mình chưa? Rất là trâu luôn. 4 win thì đánh trụ đi, cứ lăng để bảo sao chả thua. Bút này, búp giáp ảo này, rồi đánh thượng. Rồi có phản đòn rồi nhá, bật phản đòn luôn ạ. Ok, không làm sao, làm xuống mạng. Từ lấy đánh vào trụ thì win rồi, cứ long ba long bông. Bực mình. Người ta đã làm cho như thế rồi, không đánh trụ. Và cái phản đòn này nó còn tăng cho anh em 25 công vật lý. Và khi mà công vật lý được tăng cũng đồng nghĩa với việc thì cái lớp giáp ảo chiêu 2 của anh em cũng sẽ được gia tăng. Cái phản đòn này nó cực kỳ là thích hợp luôn. Không bắn trụ mà cứ chạy trong trụ làm cái gì? Tôi không hiểu. Tôi đã làm đến thế là cùng rồi, sao các anh không chịu nghe tôi? Bắn trụ đi. Đến lúc thua thì đừng có mà kêu nha. Người ta đã làm thế rồi. Còn chiêu cuối khi mà anh em mới kích hoạt, nó sẽ có 300 phạm vi. Còn khi mà đạt đến tối đa, chiêu cuối sẽ có 600 phạm vi. Mọi người cố gắng dùng chiêu cuối trúng thật nhiều tướng địch nhất có thể. Sau đó, đây đúng rồi, sau đó mới dùng chiêu 2 và dùng chiêu 4. Kìa. Đừng có bảo là thôi chạy, tầm này chỉ có chạy thôi, không ăn được. Chả lẽ lại không ăn được cơ? Chả lẽ lại phải làm xuống ở đây? Đó, thấy chưa? Không, cứ nhây là thua ngay mà. Về lết nó cũng không phải là tem địch, về lết không phải là yếu đâu. Rồi sau khi mà có cái phản đòn ấy thì anh em có thể lên cho mình mắt trừ tà. Mọi người nhớ nha, cái phản đòn này cực kỳ thích hợp với vị tướng Dương Tiễn nha. Khi mà anh em búp giáp ảo lên ấy thì mọi người sẽ có 3 giây giáp ảo. Khi bật cái phản đòn này lên thì mọi người cũng sẽ có 3 giây phản đòn, rất là hợp luôn. Và cái lớp giáp ảo này mọi người chỉ cần dùng trúng nhiều tướng địch, trúng càng nhiều tướng địch thì lớp giáp này sẽ càng dày, sức chống chịu của anh em sẽ càng lớn. Tôi đã cố hết sức luôn rồi mà tem. Tôi hiện tại là 15 kill rồi, 15 mạng rồi, chết 3 mạng, hỗ trợ 7 mạng. Nói không nghe thì chỉ có thua thôi, thua cũng không trách ai được đâu. Mọi người thấy lớp máu của mình dày không?
Hiện tại thì lớp máu của nó cũng khá là trâu rồi đó. Ui đừng ngầu kìa, ui vụt kìa. Vụt gã là ghê rồi, tôi chết tôi rồi. Ôi, tưởng bị tóm chứ may quá. Thằng Lý Bạch về lết này nó múa kinh lắm anh em ạ. Rất là khó bắt nó. Thôi 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 chết. Làm xuống mạng nữa. Úi chủ nó về này. Khổ quá, chiêu 2 không hồi kịp. Rồi ôi. Úi rồi ôi, sao đổi được có một mạng này. Muốn thua sao? Sao team làm 4 người này, còn mỗi một thằng sống này. Rồi ôi. Chả lẽ thắng thành thua à? Ôi, chết rồi. Con đến này bảo sao thua. Còn khi mà anh em combo con này, anh em ném chiêu 1 ra trước, sau anh em có thể là dùng multi, hoặc anh em có thể kích hoạt chiêu 1 lần nữa để lao vào trước, sau đó mới dùng multi. Còn mình thì mình thích dùng multi sau đó mới lao vào. Sau đó mình kích hoạt anti một lần nữa để hút tướng địch vào, cố gắng hút càng nhiều tướng địch càng tốt nha. Và sau đó mọi người bật cái chiêu 4 trước, sau đó mới bật chiêu 2. Bởi vì khi mà mọi người bật chiêu 4 trước thì cái lượng công vật lý của anh em sẽ được gia tăng. Và khi công vật lý được gia tăng thì anh em kích hoạt chiêu 2, nó sẽ được nhiều giáp ảo hơn. Nhưng mà mình thì mình quen cái cách mà bật chiêu 2 trước rồi. Cái gì đây? Trời ơi, chơi bời. Nằm rồi. Bật chiêu 2, mình thích bật chiêu 2 trước bởi vì là nhiều khi là tướng địch nó có cái mắt trừ tà ấy. Nó có thể gây choáng mình và mình không kịp bật chiêu 2, mình sẽ nằm xuống. Đây nhá. Ulti này, hút hai thằng vào này, rồi, đánh thường, bật cả phản đòn lên này. Rồi, một bé nằm nhá. Mọi người thấy cái phản đòn lợi không? Nó rất là lợi với Dương Tiễn luôn. Nó vừa tăng công vật lý, nó vừa tăng sức mạnh, vừa tăng kháng phép. À, nó vừa tăng sức mạnh, vừa tăng giáp luôn. Ui, cân 3 kìa. Ui, anh em thấy sức mạnh của Dương Tiễn chưa? Còn hút máu anh em chỉ cần một cái quỷ diện là đủ rồi, không cần quá nhiều đâu mọi người. Bởi vì sức chống chịu của con này nó quá đủ để anh em sống rồi. Ra đây. Thằng Lý Bạch này thì nó hơi khó bắt anh em ạ. Nó quá cơ động luôn. Để mà bắt thằng Lý Bạch này thì rất là khó. Xem nào. Chạy à? Bạn vẫn bắt được anh em ạ. Rồi cứ đánh trụ thôi, đánh trụ. Ok, video của mình hôm nay xin được tạm dừng tại đây nhé. Và hẹn gặp lại mọi người những clip sau. Đừng quên cho mình xin một nút like và đăng ký kênh. Bật chuông thông báo ủng hộ mình nhá. Còn giờ thì chúng ta sẽ cùng xem. Tôi top 1 rồi. Hạng là 1 nhá. Hiển nhiên là mình MVP trận này rồi. Mọi người chú ý cho mình cái KDA của mình so với tem bạn, tem và đồng đội nhá. Ok, tạm biệt mọi người.